biết cho mạch à? Ai bị điên. Không cái bến đỗ nhà chờ ngồi đi làm cái gì hả? Tao chờ ô tô. Ô tô mà săn lắm tao chờ, chỗ nào là quyền của tao, tao kệ, tao thích tao chờ mà. Tí nữa là cần để ăn vạ. Ừ vạ vô vẩn. Này đây, đừng có mà nường tao nhá. Mày nường tao, tao cho mày 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 hỏng pha đấy. Đi đâu? Đi đâu mà lại ngồi cái chỗ chẳng phải bến đỗ nhà chờ này, nắng này. Phủ Lý. Phủ Lý đấy à? Lý à? Nên tôi chở đi. Ô tô. Không phải ô tô, nên tôi chở đi. Ô tô, ô tô. Không đi xe không? Mày có bị điên không đấy? Ô tô, cái gì mà ô tô? Này, bây giờ không còn xe khách đâu. Chuyến cuối cùng nó chạy cách đây nửa giờ rồi. Phủ Lý nó chạy cách đây nửa giờ rồi. À, ra chậm rồi. Làm gì còn xe? Con xe nào này? Bây giờ này nhá. Khổ thân. Chờ lâu rồi hả? Thế bây giờ này nhá, tôi nói này. Anh em với nhau, ta dựa vào nhau mà sống. Tôi chở bác thì rồi cho tôi một tí đôi bên được viện hả? Lên cơ sở đi. Lên đi. Ô tô. Điên. Đúng này ta. Không. Phải rồi, ta điên. Này, bây giờ chỉ có xe chở quan tài phục vụ nghĩa trang Văn Điển. Nó sắp đi qua rồi đấy. Ngồi đấy mà chờ ô tô. Mẹ tao có thích chờ, ta cứ chờ. Điên. Xuống ngay. Sao? Chứ là tao mới chỉ ơ thôi. Biết chưa gì này. Này. Bao nhiêu tiền? Rất hiếu nghỉ thôi. Bao nhiêu? Rất mềm nhất. Thế bây giờ này, nói này, bác đi xe khách, bác được ngồi lấn với lại gà vịt, nó xin bác 50. Thế còn đi xe ôm của em, thích đi thì em cho đi, thích nghỉ thì nghỉ, mà em lấy giá cực mềm nếu nghỉ. Bao nhiêu mà cực mềm? 10 con ngan nằm. Là bao nhiêu tiền? Tức là, không biết tính à? Học lớp mấy? Lớp 3 trường làm cô giáo chết. 10 con ngan nằm, tức là 10 tờ 5 ngàn, 50 lấy xe từ trước. 10.000. 10.000. Lên lít hả? 10.000. Sao mà nó tắt khách thì ta là thượng đế. Ta là thượng đế, để tắt khách nào cũng đi. Xin lỗi thượng đế nhé. Ngu thế. Mày có bị dở hơi không ấy? 50 mà giả người ta nếu 10.000. Không đi thôi, đây vẫn chờ để xe khách. Đêm vẫn có xe khách. Văn Điển sẽ đi qua. Ta không dừng lại. Đây. Có bảo mày ở đây. Mới thế mà nó đã hèn men. Cái lối thượng đế nó đã hèn men nhé. Hèn á? Hèn thì không đến làm việc của tao. Bà trời. Quên đi. 35.000. Xin lỗi nhá. 45.000 có đi có đâu hả? 45.000. Thêm tí đi. Sát rồi còn. Thôi 50 thêm tí đi. 45.000 mà về nhà mới trả. Về nhà vào trong nhà tao mới trả tiền. Chắc quá. Được rồi. Nhất trí. Mở hàng. Lên xe nào. Đến đây. Khoan. Xe của mày không có phanh, không có đèn. Tao không có mũ bảo hiểm. Công an nó tóm rồi nào. 141 rất nhiều. Yên tâm đi. Đây biết đường đi tắt rồi. Khỏi lo. Nhá. Đợi tao đã. Không đi nhanh quá. Nhanh quá là tao hay ngất lắm. Đó, đầm tay nái đùa rồi. Chưa vật thằng nào xuống đường mà chờ. Đấy. Hết cả nhà rồi. Sao đây? Ô trời ơi. Ghế. Đi thì ngồi kìa. Làm sao ấy? Đứng đó à? Mày cái gì thế? Sao em đi được? Ghế. Bọn mày đi cơ mà. Em đang xúc động. Mày chở xe ôm mà xúc động mà mày đi.
với tôi đã. À đấy, từ từ đã. Từ từ đã. Đánh nhanh quá. Bây giờ không còn biết nghĩ cái gì nữa à? Kín kín nào không? Đi đâu đấy? Đái. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ra tôi bảo đi. Đi. Thấy nhảy chứ này. Ôi bà con người ta đang nằm đồng, nó nhìn thấy chết rồi. Đứng mà khóc kia tôi che cho. Nhanh lên, nhanh lên. Ôi không chịu được nữa rồi, chết rồi. Này, ấy xong lên xe đâu, ngồi nghiêm túc đi nhá. Đứng sát vào một tí. Đứng phạt tôi là không yên với tôi đâu. Xe của chú chỗ nào nó còn nước mạ đâu, chả phải chờ tôi nó mới dỉ, nó dỉ từ lâu rồi. Mới lên lên, nào lên. Khoan, lên. Dừng lại nhá. Dừng lại, quá đi nhanh quá mệt. Sắp ngất mệt lắm. Dừng lại. Có 45.000 thôi ông Hành, tôi vừa. Bình tĩnh ngồi đây tâm sự đi đã. Giải lao tí. Này. Chò. Không biết là khi mình đi về sao nó lại cứ dùng mình đi này. Biết không? Là tôi hát thành bài đâu nghe. Úi dù hồi, ta đánh xếp khẩu thành hơn hát à. Ví dụ sao nào, đi ái nhá. Thế này nhá. Trăm con người ta hát thì là nó hấp lắm. Khi nó ra ra ngoài hiền như vậy sao nhá. Vì mình một thân xa kiếm cho nó đã ra thành sổ. Mình trong sáng thân gần tôi thế thôi. Thì ra chẳng để biết kiểu đi một ngày đàn thân một sáng sớm. Anh nhà quê học chẳng xe ôi. Ông ở lớp 3 chứ tôi lớp 4 nhá. Thôi rồi, nghỉ thì hỏi tí chuyện cho nó tâm sự tí. Lên thủ đô lâu chưa? Lâu rồi, gần công tác gần 2 năm. Công tác, công tác, công tác. Bộ xây dựng, ai? Sở công ty. Đấy, bộ xây dựng sở công ty. Ai có cả cái sở công ty. Đúng không gì? Thật không? Thật. Em nào gớm nhỉ, có ai được phép bộ xây dựng sở công ty này nói này nhá, cửu vạn có phải không? Cửu vạn có trụ sở đường đôi phố giảng võ rồi là chỗ tàu gỗ đúng không? Trời ơi, cửu vạn cứ nói mẹ là cửu vạn còn sĩ diện bộ xây dựng chẳng công ty. Không được dí vào đầu như thế. Cứ bỏ chân xuống. Trong này còn một mảnh đạn. Nó mà điên lên nó thọ cho một phát. Thấy chưa? Đấy. Lên xe về phủ lý. Nhanh. Có biết tiếng Việt không? Có chứ. Lên. Đặt cái ba lô ở giữa đã. Được. Xong chưa? Giờ mong mặt cứu đoạt tôi là tứa lắm. Nổ máy. Sắp thế là không đi nhanh được đâu. Ủa ôi đường thường phúc nó mới đảo mới liên tục thế này. Đường thường phúc nó mới đảo mới liên tục thế này. Đường thường phúc nó mới đảo mới mệt quá. Đặc biệt của chúng nó. Ôi dồi ôi. Bao nhiêu? 5 triệu. 5 triệu á? Ờ. Đi cửu vàng mà
được đâu, cấp kỹ rồi. Ôi giời. 5 triệu á. Triệu cơ. Tên là
tôi có bức điện ở nhà quê mẹ nó gửi lên đây này, bảo tiền về ngay, mang tiền về ngay, không thì con nó chết. Mang tiền đóng tiền viện phí đấy. Còn tôi, cháu bị ống não thủy, di chứng chất độc màu da cam. Xin anh nào, thôi nào, anh lên xe đi.